Trước thì có một chiếc chảo lãi, có hai chiếc đang vô các bạn ơi. Đây này anh đi đánh cá hay gì đó, đi thả câu gì đó. Đang vô với vận tốc khá cao nha. Vô lại anh kiếm chỗ anh núp rồi. Ở đâu rồi không biết. Đang chạy vô cao tốc thì đang vô quá đẹp luôn, nhìn ảnh khá là hầm hố nha. Dầu trước anh sẽ bắt đầu rồi. Anh vô được là tại mắc cát các bạn.
cái đồng đang chuẩn bị chạy ga nữa nha. Tàu phà đang chuẩn bị xuất bến nha các bạn. Quay đầu xong hết rồi. Anh này chuyên chở xe Honda, xe ô tô cùng với một số hành khách nha. Wow, anh này anh tăng tốc dữ lắm nha các bạn.
kia giống như nó tăng can sửa chữa lại ghế bọng này kia nó ngoài á. Thì mai là sao vậy? Đông đang vô các bạn ơi, này cho buổi chiều cho nên ảnh hơi đen xíu nha. Xe Vin nó đang vô các bạn. Này lên cách ở bên hông nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục quay cho mọi người cùng xem chiếc tàu cao tốc màu xanh đang vô nữa nha. Thì hiện tại thì anh đang đi từ Hòn Sơn về cặp bến Gạch Giá các bạn. Chiếc tàu này là tàu mới nha, đang vô nè. Mình thấy là cái vận tốc anh chạy khá là nhanh nha các bạn. Ở cái phần phía sau thì nước nó bún khá là nhiều luôn. Chạy với tốc độ là 33 lý, tương đương với 60 km/h nha. Đang vô. Này là bề ngang hơn 7 mét nha các bạn. Bề dài là 34 mét nha. Gần tới thôi là mình đã nghe được cái tiếng động cơ của ảnh nè. Anh này thì nghe đâu là xài động cơ của Pháp các bạn, còn anh Everest thì anh chạy động cơ của Đức nha. Bây giờ giảm tốc độ để mà cập bến, đang cập bến gió xuôi nha. Mình nhìn thấy là cái phần phía trước là sóng cao hơn anh Everest khá nhiều nha các bạn. Vẫn là tàu cao tốc hai thân. Buổi chiều quay ảnh hơi ngược nắng xíu các bạn, thật sự là ảnh mới các bạn, sáng lắm. Quay gần hẳn đủ sáng cho mọi người xem. Có vẻ hình con cá nữa. Quá đẹp. Chuẩn bị cập bến. Bây giờ mình xem anh cao tốc Everest các bạn đang
chuẩn bị tăng tốc nha. Đây nhìn khá là đẹp. Ủa này lẹ dữ vậy. Ôi ôi ăn sao kìa. Dữ chưa. Tụi mình cũng rất là khoái anh này anh chạy nha. Bây giờ ra ngoài kia thì bắt đầu tăng tốc nha các bạn. Anh này cũng đi từ 50 đến 60 km trên giờ đó các bạn. Tổng công suất có thể đạt được là 1.800 mã lực ha. Sử dụng hai động cơ Rolls-Royce MTU đời mới. Sắp bắt đầu đèn vô các bạn. Chiếc này nhìn còn khá mới nha. Trong thì có một chiếc đang lui ra các bạn. Trên này thì anh này anh đang vô.